Tổng thống Putin chỉ ra sai lầm của phương Tây nêu trường hợp Nga buộc phải dùng vũ khí hạt nhân. Lý do NATO dọn sẵn hành lang châu Âu chuẩn bị cho kịch bản xung đột trực tiếp Nga. Nga tìm cách thay thế vị trí của Pháp tại Niger. Nga đẩy mạnh các cuộc tấn công, Ukraine liên tục phải rút quân tại các mặt trận. Quân đội Israel không kích vào trường học Liên Hợp Quốc ở Gaza khiến hàng chục người thiệt mạng. Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu với truyền thông bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg, SPIEF, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết học thuyết hạt nhân của Nga cho phép sử dụng những loại vũ khí hạt nhân nếu sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc chủ quyền của đất nước bị đe dọa. Chủ nhân điện Kremlin nói, vì lý do nào đó, phương Tây tin rằng Nga sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng tôi có học thuyết hạt nhân, hãy xem nó nói gì. Nếu hành động của ai đó đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi, chúng tôi cho rằng chúng tôi có thể sử dụng mọi biện pháp theo ý mình, không nên xem nhẹ điều này. Ông Putin cũng tuyên bố ngay cả vũ khí hạt nhân trên chiến trường của Nga cũng mạnh hơn nhiều so với những gì Mỹ đã sử dụng để chống lại Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Chủ nhân điện Kremlin cảnh báo, các quy định của phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa do họ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga là một bước gia tăng căng thẳng nghiêm trọng. Ông cho rằng những vũ khí như vậy sẽ phải được điều khiển bởi các hệ thống binh sĩ phương Tây. Ông Putin nói rằng việc Ukraine phóng tên lửa Atak MS hoặc Storm Shadow nhằm vào Nga có thể dẫn đến phản ứng cứng rắn hơn từ Moscow, đồng thời nhấn mạnh Nga sẽ nâng cấp hệ thống phòng không và hủy diệt chúng. Nếu ai đó cho rằng có thể đưa vũ khí như vậy đến vùng xung đột để tấn công lãnh thổ Nga và gây rắc rối cho chúng tôi thì tại sao chúng tôi không có quyền gửi vũ khí cùng loại đến những khu vực trên thế giới nơi có thể tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở nhạy cảm của các quốc gia chống lại Nga? Ông Putin cũng bác bỏ tuyên bố của phương Tây rằng Nga đang khua thanh gươm hạt nhân, chỉ ra Mỹ là quốc gia duy nhất từng triển khai vũ khí hạt nhân trong chiến tranh ném bom nguyên tử xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào năm 1945. Đồng thời Tổng thống Putin cũng bác bỏ một số đồn đoán cho rằng Moscow đã lên kế hoạch tấn công vào NATO nếu giành chiến thắng ở Ukraine. Ông nói rằng ý tưởng này là một điều nhảm nhí. Theo ông, đây là cách các lãnh đạo phương Tây thêu dệt lý do nhằm thuyết phục công chúng ở quê nhà tiếp tục ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông cảnh báo đừng biến Nga thành kẻ thù điều đó chỉ khiến các vị tổn hại thêm. Trước đó, một số quan chức phương Tây cho rằng Nga có thể tấn công các nước NATO trong vòng 5 đến 8 năm tới nếu giành chiến thắng ở Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ nhận định hiện có một số dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc xung đột lớn với NATO, trong đó có việc tăng quy mô sản xuất quốc phòng. Trong bài phát biểu dài 14 phút đăng trên trang cá nhân của mình ngày 5 tháng 6, Thủ tướng Slovakia Robert Fico, 59 tuổi, người theo chủ nghĩa dân túy cho biết ông không có thù hận với người đã bắn súng vào mình. Thủ tướng Fico cho rằng chính quan điểm thân Nga chống NATO và chống Mỹ đã khiến ông trở thành mục tiêu của vụ tấn công. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Fico xuất hiện trên mạng trực tuyến kể từ khi ông bị ám sát hụt hôm 15 tháng 5 vừa qua tại thị trấn Handlova, Thủ tướng Fico nhậm chức hồi mùa thu năm ngoái sau khi triển khai chiến dịch vận động tranh cử với nền tảng quan điểm thân Nga và chống Mỹ đã hồi phục sau khi bị ám sát. Ông cam kết sẽ trở lại làm việc sau khoảng một tháng và khẳng định không cảm thấy căm thù, trái lại còn tha thứ cho thủ phạm. Tuy nhiên, Thủ tướng Slovakia vẫn chỉ trích phe đối lập và những người khác đánh giá đối tượng tấn công chỉ là sứ giả của cái ác và lòng hận thù chính trị. Thủ tướng Fico được coi là một nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy cánh tả tuyên bố quan điểm của ông về cuộc xung đột của Nga ở Ukraine và các vấn đề khác khác hẳn với quan điểm chính thống của châu Âu. Nhà lãnh đạo Slovakia đã chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine sau khi chính phủ liên minh của ông tuyên thệ nhậm chức. Ông cũng phản đối các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu-EU đối với Nga và muốn ngăn chặn Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Quay lại thời điểm ông Fico từ chức vào năm 2018 trong nhiệm kỳ thứ hai, Slovakia thời điểm đó đã xảy ra một cú sốc khiến người dân nước này không thể nào chấp nhận được, đó là vụ sát hại nhà báo điều tra Jan Kuciak và vợ sắp cưới. Ngày 21 tháng 2 năm 2018, nhà báo Jan Kuciak và vị hôn thê Martina Kuznirova bị bắn chết tại nhà riêng khi đang trong quá trình điều tra về các hành vi tham nhũng của giới cầm quyền. Đây là lần đầu tiên một nhà báo Slovakia bị sát hại kể từ khi nước này gia nhập Liên minh châu Âu-EU vào tháng 5 năm 2004. Sự việc trên khiến đảng SME SD cầm quyền của ông Robert Fico mất uy tín trầm trọng. Sau đó, hàng chục nghìn người đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Bratislava tố cáo tham nhũng, chỉ trích phản ứng bị động của chính quyền đối với vụ sát hại nhà báo và đòi tổ chức điều tra độc lập. Đây cũng là lý do buộc ông Fico từ chức và chấm dứt nhiệm kỳ thứ hai. Năm 2023, ông Fico trở lại làm thủ tướng Slovakia và bắt đầu thực hiện các chính sách đàn áp truyền thông sửa lại bộ luật hình sự nhằm giảm nhẹ hình phạt cho tội danh tham nhũng. Sau vụ ám sát ông Fico, Bộ trưởng Sutat Estok đã yêu cầu chấm dứt việc sử dụng ngôn từ và các cuộc tấn công trên mạng xã hội, ảnh hưởng lớn đến nền chính trị Slovakia trong nhiều năm cầm quyền của Thủ tướng Fico. Tại cuộc gặp với người đứng đầu các hãng thông tấn quốc tế do hãng tin Nga TASS tổ chức bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg SPIEF lần thứ 27 tại Saint Petersburg hôm 5 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông chưa đưa ra quyết định về việc tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay dự kiến diễn ra ở Rio de Janeiro, Brazil vào tháng 11 này, nhưng điều này là có thể. Ông Putin nói, tôi chưa biết, tôi không loại trừ khả năng này, chưa hết tôi sẽ tính đến thực tế ngày nay. Về tình hình Ukraine, ông Putin lưu ý rằng Moscow luôn sẵn sàng đàm phán, nhưng mong muốn này cần phải đến từ cả hai phía người đứng đầu nhà nước nga cũng kêu gọi truyền thông nước ngoài đưa thông tin này đến với độc giả đồng thời phàn nàn rằng truyền thông nga ở phương tây liên tục bị cản trở tuy nhiên ông putin cảnh báo việc phương tây cho phép ukraine dùng các loại tên lửa tầm xa để tấn công lãnh thổ nga là sự gia tăng căng thẳng nghiêm trọng ông putin khẳng định các cuộc giao tranh ở ukraine có thể sớm kết thúc nếu mỹ dừng cấp vũ khí cho kiev tổng thống nga nêu rõ nếu bạn muốn chấm dứt chiến sự ở ukraine hãy dừng cung cấp vũ khí và chiến sự sẽ dừng lại trong vòng 2 hoặc tối đa 3 tháng. Ông Putin cũng nhận định phương Tây đã cản trở Nga và Ukraine ký kết Hiệp ước Hòa bình vào năm 2022 sau các cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông kêu gọi các nước không can thiệp vào cơ hội đi đến tiến trình hòa bình nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine hiện nay. Về quan hệ Moscow-Bắc Kinh, ông Putin cho biết Nga và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung và sẽ tiếp tục làm như vậy. Hai bên cũng đang làm việc trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự. Phía Nga có rất nhiều ưu đãi để cung cấp cho phía Trung Quốc và những người bạn Trung Quốc của chúng tôi rất quan tâm đến làm việc chung trong lĩnh vực này. Ông kết luận sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc trên trường quốc tế là yếu tố gian đe và ổn định. Về các đòn trừng phạt của Mỹ, Tổng thống Nga mô tả quyết định của Washington về sử dụng đồng đô đồ la là Mỹ làm công cụ trừng phạt là một sai lầm lớn vì nó làm suy yếu niềm tin vào đồng tiền Mỹ. Ông nói: "Theo tôi, một trong những sai lầm to lớn của Mỹ là cấm sử dụng đồng đô la Mỹ trong các giao dịch quốc tế và biến nó thành một công cụ để đấu tranh. Điều này hoàn toàn vô nghĩa, họ đang làm suy yếu niềm tin vào đồng đô la Mỹ." Về vấn đề vũ khí hạt nhân, ông Putin cho biết, Nga sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể nếu chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này bị đe dọa. Ông nói: "Vì lý do nào đó, phương Tây tin rằng Nga sẽ không bao giờ sử dụng nó." Nhưng chúng tôi có học thuyết hạt nhân của mình. Hãy xem học thuyết này nói gì, nếu hành động của ai đó đe dọa đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi, chúng tôi tin rằng có thể sử dụng mọi biện pháp chúng tôi có. Điều này không nên bị coi nhẹ, điều này cần được xử lý một cách chuyên nghiệp. Mới đây, điện Kremlin đã lên tiếng tuyên bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không có bất kỳ liên lạc nào. Theo đó, Tổng thống Putin phát biểu rằng: "Chúng tôi chưa bao giờ có bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào với ông Trump, nhưng thực tế là với tư cách tổng thống, ông ấy bắt đầu áp đặt các lệnh trừng phạt khắc nghiệt đối với Nga. Ông ấy đã rút khỏi hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn." Tổng thống Putin cho biết, "Nga không quan tâm đến ai sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ sau cuộc bầu cử vào cuối năm nay, bởi vì cho dù là ai, điều đó cũng gần như không thay đổi mối quan hệ giữa Nga và Mỹ." sau khi Nga mở kế hoạch quân sự ở Ukraine năm 2022. Mối quan hệ giữa Moscow và Washington đã xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Ông nói, để nói chúng tôi có tin cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ sẽ kéo theo thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ với Nga, tôi khẳng định là không. Chúng tôi không nghĩ vậy. Chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể nào. Bên cạnh đó, khi được hỏi kịch bản chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 có thể ảnh hưởng như thế nào đến chính sách của Mỹ ở Ukraine. Ông Putin nhìn nhận điều đó sẽ phụ thuộc vào việc liệu chính quyền mới có ưu tiên lợi ích của người dân nước mình hay không, thay vì các lực lượng phá hoại chủ nghĩa tự do toàn cầu. Ông Putin nhận định, nếu Mỹ chú trọng lợi ích quốc gia, thì có thể sẽ có một số thay đổi trong chính sách đối ngoại liên quan đến Nga và liên quan cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Nga cho rằng, các nhà lãnh đạo Mỹ không thực sự lo lắng về số phận của Ukraine ông chủ điện kremlin nhấn mạnh không ai ở mỹ quan tâm đến ukraine họ quan tâm đến sự vĩ đại của mỹ họ không chiến đấu vì ukraine họ đang đấu tranh cho sự lãnh đạo của họ trên thế giới họ không muốn nga thành công chiếm ưu thế vì họ cho rằng điều đó sẽ gây tổn hại cho sự lãnh đạo của mỹ theo tổng thống putin cuộc tranh cử tổng thống sắp tới ở mỹ về cơ bản sẽ không làm thay đổi mối quan hệ nga mỹ ông mô tả tổng thống joe biden là một chính trị gia kiểu cũ và dễ đoán hơn so với người tiền nhiệm Donald Trump. Quan chức cấp cao Mỹ hôm 5 tháng 6 nói rằng Nga đang có kế hoạch điều tàu chiến và máy bay đến diễn tập hải quân ở vùng Caribe, thuộc khu vực được coi là sân sau của Washington. Theo nhận định, các chiến hạm có thể cập cảng Cuba và Venezuela trong mùa hè này. Quan chức này cho hay, đây là một phần trong đợt diễn tập quân sự thông thường của Nga Chúng tôi dự đoán họ sẽ tăng cường hoạt động của hải quân và không quân gần nước Mỹ, kết thúc bằng cuộc diễn tập hải quân quy mô toàn cầu vào mùa thu. Đây là những động thái nhằm thể hiện Nga vẫn có khả năng triển khai sức mạnh quân sự khắp thế giới. Washington không coi đây là động thái mang tính uy hiếp, nhưng hải quân Mỹ sẽ triển khai lực lượng giám sát cuộc diễn tập. Quan chức Mỹ nói, Nga điều động tàu chiến đến Tây bán cầu hàng năm trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020. Hoạt động này sẽ tiếp tục diễn ra dù chúng có thể khiến hải quân Nga tiêu tốn nhiều chi phí. Giữa lúc họ chật vật duy trì năng lực sẵn sàng chiến đấu và thường triển khai những tàu chiến đã cao tuổi. Hồi tháng 2, cựu thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Pachusev đã gặp các đại diện của Bolivia, Cuba, Nicaragua và Venezuela tại thủ đô Managua của Nicaragua. Ông Pachusev dẫn đầu một phái đoàn của Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã đến Nicaragua. Trong những cuộc tiếp xúc, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga khẳng định Moscow sẵn sàng hợp tác đầy đủ và toàn diện với các quốc gia nêu trên, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh. Ông Pachusev nhấn mạnh việc phát triển mối quan hệ hữu nghị với các đối tác quan trọng ở Mỹ Latin và Caribe tiếp tục là một trong những ưu tiên chính của Liên bang Nga. Trong cuộc họp kín được tổ chức tại Managua, ông Pachusev nêu bật tầm quan trọng ngày càng tăng nhanh của khu vực Mỹ Latin và Caribe đối với thế giới nói chung và đối với Nga nói riêng. Ông cho rằng một số quốc gia Mỹ Latin đang chịu áp lực từ bên ngoài. Do đó, Nga cần hỗ trợ các nước này thông qua chính sách phát triển và mở rộng tương tác trong lĩnh vực an ninh và hợp tác kỹ thuật quân sự. Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đoàn kết, nỗ lực để cùng đấu tranh chống làn sóng chủ nghĩa thực dân mới. Theo ông Pachusev, mục tiêu chiến lược của Nga là tạo ra cơ chế hợp tác đa phương để lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp nhằm củng cố chủ quyền của các quốc gia Mỹ-Latin và nâng cao vị thế của các nước này trên trường quốc tế. Báo anh cho biết kịch bản nóng mà Mỹ và khối quân sự NATO vạch ra, đó là xảy ra chiến tranh ở châu Âu trong một động thái nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga. Về lý thuyết, binh sĩ Mỹ có thể đến một trong năm cảng được chỉ định và sau đó được vận chuyển dọc theo các tuyến đường hậu cần đã định trước trên lục địa già. Theo kế hoạch, lực lượng Mỹ sẽ đổ bộ vào Hà Lan và sau đó được đưa đến Ba Lan qua Đức bằng tàu hỏa. Bên cạnh đó, nhiều thỏa thuận đang được thực hiện ngầm nhằm mở rộng các tuyến đường đến các cảng khác nhằm đảm bảo đường liên lạc trên mặt đất không bị lực lượng Nga cắt đứt. Nếu lực lượng NATO tiến vào từ Hà Lan bị Nga bắn phá hoặc các cảng ở Bắc Âu bị phá hủy, liên minh này sẽ chuyển trọng tâm sang các cảng ở Ý, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Từ các cảng của Ý, lực lượng Mỹ có thể được vận chuyển bằng đường bộ qua Slovenia và Croatia tới Hungary, quốc gia có chung biên giới với Ukraine. Các kế hoạch tương tự được đưa ra nhằm vận chuyển lực lượng từ các cảng của Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp qua Bulgaria và Rumani để tiếp cận sườn phía đông của NATO. Các kế hoạch cũng đang được soạn thảo để vận chuyển quân qua các cảng ở các nước vùng Ban Can, cũng như qua Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan. Báo cáo cho biết, trong các hành lang này, quân đội các quốc gia sẽ không bị hạn chế bởi các quy định địa phương và sẽ được tự do vận chuyển các lô hàng quân sự và vũ khí mà không bị hạn chế thông thường. Cuộc xung đột Ukraine đã chứng tỏ các căn cứ hậu cần của Kiev đặc biệt dễ bị tấn công chính xác bởi Nga. Giáo sư Steven Gazik, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu châu Âu ở Belgrade nói, thực tế hành lang trên bộ tại châu Âu mà Mỹ và NATO muốn chuẩn bị sẵn chính là một sen gần quân sự ở châu Âu, giống như sen gần chính trị, đảm bảo sự di chuyển liên mạch trên khắp châu Âu. Schengen là một khu vực gồm 27 quốc gia châu Âu thực hiện chính sách khu vực tự do an ninh công lý của Liên minh châu Âu. Ông Gazik cho biết, tôi không ngạc nhiên khi NATO và Mỹ muốn tạo ra một Schengen. Tôi muốn nhấn mạnh rằng lần cuối cùng chúng ta có một khối Schengen châu Âu kiểu này là nước Đức thời Hitler và khi đó châu Âu bị chiếm đóng. Trung tướng Alexander Sonfran, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Hậu Cần của NATO Zosek, tuyên bố với Reuters, chúng ta sắp hết thời gian, những gì chúng ta không làm được trong thời bình sẽ không sẵn sàng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng chiến tranh. Thông tấn Anh tiết lộ, ban lãnh đạo liên minh hiện đang đàm phán về việc tạo ra các hành lang quân sự trên khắp châu Âu trong khuôn khổ hệ thống Schengen quân sự. Kết quả của cuộc đàm phán có thể được công bố trước hội nghị thượng đỉnh tháng 7 của NATO. Giáo sư Gazik nói, Tôi nghĩ rằng năm mà chúng ta đang ở, 2024, rất rủi ro vì NATO cảm thấy mối đe dọa hiện hữu với tư cách là một tổ chức quan liêu. Nếu ông Trump thắng cử, ông ấy có thể đưa Mỹ ra khỏi NATO. Trong nhiệm kỳ tổng thống trước đó, ông Trump liên tục đặt câu hỏi về lý do căn bản đằng sau việc duy trì liên minh thời chiến tranh lạnh. Theo Gazik, các nhà lãnh đạo NATO sẽ làm mọi thứ, kể cả mọi hình thức khiêu khích chống lại Nga, để ngăn ông Trump rời khỏi liên minh trong trường hợp ông giành chiến thắng. Theo Bloomberg dẫn lời một người thạo tin, Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nga Rosatom liên hệ với Niger về việc mua lại tài sản do công ty hạt nhân Orano SA của Pháp nắm giữ. Ông Mark Hibbs, nhà phân tích hạt nhân tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế ở Đức, cho rằng Nga đang tăng cường các mối liên kết kinh tế, ngoại giao và quân sự ở châu Phi, kể cả sau cuộc đảo chính ở Niger, và họ coi khu vực này trên thế giới là cơ hội đầu tư chiến lược song song đó tập đoàn rosatom đang đa dạng hóa các khoản đầu tư uranium của mình ở châu phi theo nguồn thạo tin các cuộc thảo luận đang ở giai đoạn sơ khởi và chưa có đàm phán hiện phía nga pháp và niger chưa đưa ra bình luận về thông tin mới trên một nhà ngoại giao thân thiết với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea tiết lộ tổ chức này đã biết về khả năng chuyển giao tài sản uranium ở niger song không nêu rõ thực thể nào tham gia vào tiến trình này niger là nước sản xuất uranium lớn thứ bảy thế giới chiếm 5% sản lượng toàn cầu. Theo Hiệp hội Hạt nhân Thế giới, các phương tiện truyền thông Pháp đưa tin cho biết nguồn cung từ Niger chiếm 15% đến 17% lượng uranium được sử dụng ở Pháp để sản xuất điện. Quân đội Niger vào tháng 7 năm 2023 đảo chính và lật đổ cựu Tổng thống Mohamed Bazoum, đồng minh của phương Tây. Chính quyền quân sự Niger đã gây sức ép để buộc 1.500 lính Pháp đồn trú ở nước này rời đi cho rằng họ đã không thể làm gì để ngăn chặn tình trạng phiến quân liên tục tiến hành các cuộc tấn công đẫm máu những năm qua. Truyền thông Nga sau đó công bố video vận tải cơ IL-76 đưa nhóm chuyên gia quân sự và nhiều thiết bị đến thủ đô Niamey của Niger. Một quân nhân Nga trong đoàn cho hay, chúng tôi có mặt tại đây để xây dựng quan hệ, cũng như huấn luyện và diễn tập hiệp đồng với lực lượng vũ trang Niger. Quân đội Nga có nhiều kinh nghiệm chống khủng bố và sẽ chia sẻ với những người bạn Niger. Đài phát thanh truyền hình quốc gia Niger RTN cùng ngày thông báo Nga đã đồng ý triển khai hệ thống phòng không tại quốc gia châu Phi, nhấn mạnh điều này sẽ giúp không phận Niger được bảo vệ tốt hơn. Niger được coi là một trong những quốc gia cuối cùng mà phương Tây có thể hợp tác để đẩy lùi các nhóm phiến quân Hồi giáo ở vùng Sahel, giải đất rộng hơn 3 triệu km vuông kéo dài từ bờ biển phía Tây đến phía đông châu Phi. Mỹ cùng các đồng minh đã chi hàng trăm triệu đô la Mỹ để viện trợ quân sự và huấn luyện cho quân đội Niger, đồng thời duy trì lực lượng đồn trú tại đây suốt nhiều năm qua. Quyết định của Niger đã dội gáo nước lạnh vào lợi ích và tính toán chiến lược của Mỹ ở châu Phi, nối tiếp xu hướng đã diễn ra ở nhiều quốc gia khu vực gần đây khi họ trở nên lạnh nhạt với Mỹ và quay sang tăng cường quan hệ với Nga, quốc gia có hiện diện và lợi ích ngày càng tăng ở đây. không quân Phần Lan đã điều động 7 máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư FA-18 Hornet tới căn cứ không quân NATO ở Romania. Các máy bay chiến đấu này sẽ được tháp tùng bởi một nhóm khoảng 80 binh sĩ Phần Lan, bao gồm cả phi công và nhân viên kỹ thuật để bảo dưỡng thiết bị. Theo thông cáo báo chí của lực lượng quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, các máy bay F-18 Phần Lan đã hạ cánh xuống căn cứ không quân số 57 ROAF-57 Base của Romania mang tên Mihai Gokanisenu gần Constanta theo mệnh lệnh điều động, các chiến đấu cơ nước này sẽ cùng với các máy bay của các nước khác trong liên minh quân sự phương Tây sẽ tham gia thực hiện chức năng như một lực lượng cảnh sát trên không của khối NATO. Thông cáo báo chí của NATO cho biết, các phi công Phần Lan, Romania và Anh sẽ thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát trên không nâng cao dưới sự chỉ huy của NATO trong 2 tháng. Bản tóm tắt chính thức của Bộ Quốc phòng Romania cho biết, nhiệm vụ của sứ mệnh này sẽ là đảm bảo an ninh không phận Rumani, ngăn chặn những kẻ thù tiêm tàng và tăng cường hợp tác giữa các đơn vị khác nhau của quân đội đồng minh. Vấn đề được giới chuyên gia quân sự Nga chú ý là khu vực hoạt động của chiến dịch có thể bao gồm phần không phận phía tây của Biển Đen, nơi mà các máy bay trinh sát chiến lược có và không người lái của NATO thường xuyên lượn lờ, giám sát các hoạt động của tàu thuyền trên biển và cơ sở quân sự của Nga ở bán đảo Crimea. Theo nhận định của các chuyên gia quân sự Nga, việc chuyển nhân lực và trang thiết bị tới rumani cho thấy liên minh nato đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trinh sát định vị mục tiêu theo dõi hoạt động điều chuyển quân của lực lượng vũ trang nga ở crimea và phía nam ukraine hỗ trợ cho chính quyền kiev theo tờ the new york times biển đen giáp với ukraine nga và ba nước thành viên nato ngày càng trở thành một tâm điểm căng thẳng về quân sự và địa chính trị nhất là sau khi moscow quyết định chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc sau khi tuyên bố dừng thỏa thuận ngũ cốc nga tiếp tục phong tỏa biển đen đe dọa bất kỳ tàu nào di chuyển đến các cảng Ukraine sẽ bị coi là tàu quân sự và bị nhắm mục tiêu. Các tàu chiến Nga tích cực tuần tra và dội tên lửa vào các thành phố, cảng biển, kho chứa ngũ cốc Ukraine, nhất là các cơ sở ở thành phố cảng Odessa. Nga tấn công cảng ở thị trấn Reni trên sông Danube thuộc Ukraine, phá hủy một kho chứa ngũ cốc. Điều đáng nói, địa điểm trên sông Danube này nằm sát biên giới Rumani, thành viên NATO và đây là lần đầu tiên Nga tấn công vào địa điểm này làm dấy lên lo ngại rằng cuộc xung đột NATO Nga có nguy cơ bùng nổ. Trong nhiều năm, Moscow đã tìm cách tăng cường ảnh hưởng quanh biển Đen. Nga đầu tư mạnh vào việc phát triển các cảng biển và thành phố nghỉ dưỡng, củng cố sức mạnh quân sự tại các căn cứ hải quân trong khu vực. Các cảng biển đen dọc theo vùng nước ấm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quanh năm. Biển Đen được ví như là một giao lộ địa chính trị giúp Nga triển khai sức mạnh ở châu Âu, Trung Đông và xa hơn nữa kiểm soát Biển Đen có thể coi là một mục tiêu chiến lược của Nga và đó là một trong những lý do Nga sát nhập Crimea vào năm 2014. Đến năm 2022, chỉ ít lâu sau khi mở kế hoạch quân sự, lực lượng Nga đã tấn công các tàu dân sự và cảng Ukraine dọc theo bờ biển. Kể từ đó, Moscow đã kiểm soát ba cảng lớn của Ukraine, đồng thời giải mìn trên vùng biển đen vô hiệu hóa hải quân Ukraine và phong tỏa vận tải biển với các dân sự đến và đi từ tất cả các cảng do Ukraine kiểm soát. Cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát biển đen có tác động đối với thị trường năng lượng toàn cầu và nguồn cung cấp lương thực thế giới. Bên cạnh đó, điều này cũng sẽ đặt ra những thách thức mới cho NATO trong việc tìm cách duy trì vị trí trung tâm của luật pháp quốc tế tự do hàng hải trên biển mà không kéo liên minh trực tiếp vào xung đột với Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Boris Pistorius, vừa qua nhấn mạnh, nước này cần chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất nếu xảy ra chiến tranh ở châu Âu. Ông cũng cho biết, việc áp dụng lại một số hình thức nghĩa vụ quân sự có thể là cần thiết trong bối cảnh tình hình an ninh phức tạp ở châu Âu hiện nay. Tại Berlin, phát biểu tại quốc hội Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius nhấn mạnh, Đức cần tăng cường năng lực cho quân đội để có thể sẵn sàng chiến đấu vào năm 2029. Ông cho rằng nước Đức phải đưa ra biện pháp ngăn chặn không để xảy ra điều tồi tệ nhất. Đồng thời cho biết thêm rằng tài chính, vật tư và nhân sự là trọng tâm để thực hiện mục tiêu này. Bộ trưởng Pistorius cho rằng cần phải có một hình thức nghĩa vụ quân sự mới. Kết quả khảo sát của viện nghiên cứu Forsa hồi tháng 3 cho thấy, khoảng một nửa số người Đức được hỏi ủng hộ việc áp dụng lại nghĩa vụ quân sự bắt buộc vốn đã được đình chỉ vào năm 2011. Nội các Đức vừa phê duyệt một tài liệu khung mới về quân sự và phòng thủ dân sự của Đức, đặt ra trách nhiệm của quân đội, các tổ chức viện trợ và cơ quan phòng thủ dân sự trong trường hợp xảy ra thảm họa và chiến tranh. Các hướng dẫn mới này thay thế tài liệu cũ từ năm 1989 và để đối phó với các mối đe dọa trên mạng và chiến tranh hỗn hợp. Cũng phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế ILA Berlin 2024, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết rằng Chính phủ của ông sẽ hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng và kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn giữa các nhà sản xuất ở châu Âu. Ông Schön nêu rõ: "Ngày nay, chúng ta thấy rõ hơn bao giờ hết tầm quan trọng của việc có một ngành công nghiệp quốc phòng mạnh ở châu Âu và Đức có thể liên tục sản xuất tất cả các loại vũ khí chính và đạn dược cần thiết." Tại sự kiện này, ông Schön thông báo Đức sẽ mua thêm 20 máy bay chiến đấu Eurofighter từ Airbus để tăng cường khả năng phòng thủ. Mới đây, Bộ Quốc phòng Đức cũng tuyên bố sẽ mua thêm hai tàu khu trục nhỏ bên cạnh 4 tàu khu trục đã được đặt hàng như một phần cốt lõi của chính sách quốc phòng mới của chính phủ Đức. Đức cũng đã tăng cường chi tiêu quốc phòng sau khi thủ tướng Scholz công bố thành lập quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro, khoảng 107,8 tỷ đô la Mỹ và nhanh chóng lập các đơn đặt hàng quốc phòng mới. Về lâu dài, các khoản đầu tư cho quân đội Đức sẽ chiếm 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP hàng năm của nước này giúp Đức đáp ứng các mục tiêu chung của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, cũng như hỗ trợ khả năng phòng thủ của Liên minh trong dài hạn. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt, cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào điểm yếu của đối phương. Bên cạnh đó, vấn đề viện trợ cho Kiev cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Hãng tin AFP dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các lực lượng Nga đã kiểm soát Umanskoy, một ngôi làng nhỏ thuộc Donetsk, nằm ở miền đông Ukraine. Làng Umanskoy, cách 25 km về hướng tây bắc Donetsk, thành phố chính của vùng này vốn do Nga kiểm soát. Thời gian qua, Nga đã tiếp tục các nỗ lực kiểm soát thêm lãnh thổ dọc tiền tuyến ở miền đông và nam Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov khẳng định nước này đã có bước tiến trên toàn bộ các hướng chiến thuật. Tính riêng từ đầu năm, theo ông Belousov, các lực lượng Nga đã tiến thêm 880 km vuông. Khi xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ ba, Nga đã liên tục báo cáo thắng lợi ở miền Đông và Nam Ukraine, đồng thời mở mặt trận mới tại Kharkov thuộc miền Đông Bắc. Mới đây, kênh Rea đưa tin Quân đội Nga nhanh chóng xóa sổ trung tâm tiếp tế phía Bắc của nhóm lực lượng Kyiv ở Ukraine sau cuộc tấn công vào Konstantinovka. Cuộc giao tranh ở Paraskov-VFK theo hướng Yuzhnodonetsk sắp kết thúc. Các chiến binh Ukraine đang tháo chạy khỏi vị trí của họ ở ngoại ô phía tây ngôi làng. Sau khi hoàn thành việc dọn sạch ngôi làng, lực lượng Moscow sẽ bắt đầu hoạt động tại làng Konstantinovka, một khu vực kiên cố và là một trong những trung tâm hậu cần cung cấp cho lực lượng đồn trú của Ukraine ở Ukraine và các khu vực lân cận. Quân đội Nga có thể tấn công Konstantinovka từ nhiều phía cùng một lúc. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến bùng nổ giao tranh trong làng và sau đó là quân đội Ukraine có thể phải đầu hàng. Ở phía ngược lại, Krainska Pravda đưa tin, cơ quan báo chí lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 36 cho biết các binh sĩ của đơn vị đã bắt giữ một nhóm quân nhân Nga ở thành phố Volchansk thuộc vùng Kharkov. Báo cáo cáo đoạn, trong cuộc phỏng vấn chớp nhoáng của thủy quân lục chiến ở Volchansk, binh sĩ của chúng tôi đã bắt giữ một nhóm lính xung kích của Nga. Chúng tôi đang bổ sung quỹ trao đổi tù binh để đưa những người anh em của chúng tôi trở về từ Nga. Theo hướng Kharkov, các trận chiến trên đường phố vẫn tiếp tục diễn ra ở thành phố Volchansk. Lực lượng phòng thủ chống lại các cuộc tấn công của Nga mỗi ngày. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này tấn công địa điểm lưu trữ vũ khí và thiết bị do quân đoàn nước ngoài sử dụng để chiến đấu ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga thông tin bằng máy bay tác chiến, chiến thuật, máy bay không người lái, lính tên lửa và pháo binh, lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã phá hủy các kho vũ khí và thiết bị quân sự của nhóm tác chiến, chiến lược Hotista của lực lượng vũ trang Ukraine và các máy bay chiến đấu của quân đoàn nước ngoài tại đây. Các mục tiêu tấn công khác bao gồm nơi lưu trữ máy bay không người lái, các điểm tập trung quân nhân và thiết bị quân sự trên 118 khu vực. Trong ngày, hệ thống phòng không của Nga phá hủy được 55 máy bay không người lái của Ukraine. Bên cạnh đó, lực lượng Nga cũng nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng, công nghiệp quốc phòng và liên lạc quân sự của Ukraine để trả đũa các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự ở các thành phố của Nga. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, quân đội Nga triển khai hoạt động một cách thận trọng và tránh các cuộc tấn công vào các tòa nhà dân cư cũng như cơ sở hạ tầng xã hội. Trước đó, ông Peskov lên tiếng cảnh báo bất kỳ quân nhân nước ngoài nào được cử tới Ukraine cũng sẽ là mục tiêu chính đáng trong các cuộc tấn công của Nga, cho dù họ đến từ Pháp hay bất kỳ nước nào khác. Bình luận của ông Peskov được cho là ám chỉ kế hoạch của Pháp gửi quân nhân huấn luyện đến Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhiều lần tuyên bố không loại trừ khả năng các thành viên NATO đưa quân tới Ukraine. Ông Peskov nói với các phóng viên rằng, thực tế là bất kỳ quân nhân huấn luyện nào tham gia huấn luyện cho binh sĩ Ukraine đều không có quyền miễn trừ. Việc họ có phải là người Pháp hay không không quan trọng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho biết, có nhiều dấu hiệu cho thấy các quân nhân huấn luyện người Pháp đã và đang làm việc tại Ukraine. Ông Lavrov cảnh báo, dù là thành viên của lực lượng vũ trang Pháp hay lính đánh thuê, họ đều là mục tiêu chính đáng của lực lượng vũ trang Nga. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho rằng các quân nhân huấn luyện của phương Tây từ lâu đã có mặt ở Ukraine. Theo Reuters, Pháp đang tìm cách thành lập và lãnh đạo liên minh gồm các quốc gia cung cấp quân nhân huấn luyện cho Kiev. Theo kế hoạch, ban đầu Paris sẽ cử một số lượng nhân sự hạn chế để đánh giá tính khả thi trước khi cử hàng trăm người hướng dẫn tới Ukraine. Khoa huấn luyện sẽ tập trung vào việc ra phá bom mìn và bảo trì các thiết bị do phương Tây sản xuất, bao gồm cả máy bay chiến đấu. Paris cũng sẽ tài trợ, trang bị và huấn luyện cho một lữ đoàn cơ giới của Ukraine. Cập nhật xung đột ngày 5 tháng 6 Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng thống Mỹ Ukraine cho biết, Nga gần như tấn công khắp chiến tuyến, đặc biệt là ở hướng thành phố Kupiansk và Pokrovsk. Tại hướng tỉnh Kharkov, quân đội Nga mở 5 cuộc tấn công nhằm đánh bật lực lượng Ukraine khỏi các vị trí phòng thủ. Ukraine đã ngăn chặn được 4 cuộc, còn một cuộc đang xảy ra ở thành phố Volchansk. Số binh sĩ Nga thiệt mạng và bị thương trong cuộc tấn công này lên tới hàng trăm người. Ukraine cũng đã phá hủy một xe bọc thép, một hệ thống pháo, 7 UAV và 4 kho đạn của Nga trong khu vực. Quân đội Nga đã mở 12 cuộc tấn công ở hướng Kupiansk, trong đó 10 cuộc đã bị Ukraine ngăn chặn. Hậu quả là có hàng chục binh sĩ Nga thương vong, 3 xe chiến đấu bọc thép của Nga và một phương tiện khác của Nga bị phá hủy. Hướng Pokrovsk hiện tại vẫn là mặt trận nóng nhất. Nga mở 19 cuộc tấn công, tích cực nhất ở khu định cư Sokin. Ukraine khiến hàng trăm binh sĩ Nga thương vong, phá hủy nhiều thiết bị quân sự của Nga ở hướng này. Trong khi đó, ngày 5 tháng 6, tờ Kiev Independent đưa tin, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Sitsky cho biết, tình hình trên chiến trường phía đông Ukraine vẫn còn khó khăn, nhưng lực lượng Ukraine có thể biến khó khăn thành lợi thế. Sau khi đến thăm mặt trận phía đông, ông Sisky cho biết Nga đang tiếp tục tiến công ở thành phố Kurakhove, tỉnh Donetsk, thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk, một số khu vực ở tỉnh Kharkov, bao gồm thành phố Kupyansk. Ở các hướng khác, lực lượng Nga được cho là đang tiếp tục nỗ lực tấn công để kéo dài chiến tuyến, gian mỏng lực lượng Ukraine. Vừa qua, quân đội Nga tấn công vào tỉnh Kharkov, mở thêm mặt trận mới ở đây. Nga được cho là đã tiến được 10 km tính từ biên giới giữa Nga và Ukraine. Tại tỉnh này, Nga đã tiến về phía các làng Hlyboke và Lipsy cũng như thành phố Volchansk và khu vực gần thành phố Chashopya, tỉnh Donetsk. Ông Sitsky nói, ở Volchansk, nhiệm vụ chính của chúng tôi trong giai đoạn này là cầm chân đối phương, gây tổn thất tối đa và dần dần tiến tới giải phóng lãnh thổ. Trong diễn biến có liên quan, vừa qua, Mỹ đã chấp thuận đề nghị của Ukraine, nghĩa là Kiev có thể dùng vũ khí do Mỹ cung cấp để phản đòn Nga, tấn công vào các khu vực ở biên giới Nga-Ukraine. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự cho rằng Ukraine không nên nâng quá cao kỳ vọng, một phần vì Mỹ kiên quyết không cho phép Ukraine sử dụng loại vũ khí đáng gờm nhất bắn vào lãnh thổ Nga, tên lửa Atak MS, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 300 km. Thay vào đó, Ukraine chỉ có thể sử dụng tên lửa tầm ngắn GMLRS có tầm bắn khoảng 70 km. Nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington, Katerina Stepanenko nói rằng sự thay đổi chính sách của Mỹ sẽ làm giảm bớt cuộc tấn công của Nga ở Kharkov, nhưng Nga vẫn có thể duy trì khu vực an toàn trên lãnh thổ của họ. Chuyên gia này nhận định, việc Mỹ mở đường có giới hạn cho Ukraine sẽ không đủ để tạo ra bước ngoặt cho cuộc xung đột. Chuyên gia Franz Stefan Gadi tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nói rằng, các cuộc tấn công xuyên biên giới bằng GMLRS sẽ cho phép Ukraine tấn công một số khu vực tập trung, trung tâm chỉ huy và kiểm soát cũng như các kho tiếp tế của Nga. Tuy nhiên, ông cho rằng các bên cần thực tế trước tác động thực sự của các cuộc tấn công tầm ngắn này vì Nga đã thích nghi và tìm được cách đánh chặn các hỏa lực tấn công chính xác từ mặt đất của Ukraine. Tác chiến điện tử của Nga đã khiến hàng loạt các loại đạn thông minh như Excalibur, HIMARS, Javelin mà phương Tây viện trợ cho Ukraine trở nên im hơi lặng tiếng. Mới đây, tại lễ kỷ niệm thành lập Lữ đoàn Bảo vệ Cơ động số 1 Quân đội Nga đã giới thiệu hệ thống súng phun lửa mới có tên là TOS-3 Dragon. Theo đánh giá trực quan, TOS-3 là sự phát triển tiếp theo của hệ thống TOS-1 dựa trên cùng khung gầm xe tăng T-90 và được trang bị tên lửa 220 mm, cỡ nòng phổ biến cho các hệ thống súng phun lửa hạng nặng của Nga. Phiên bản mới được trang bị lưới chống máy bay không người lái tiêu chuẩn do nhà máy sản xuất để bảo vệ bệ phóng tên lửa. TOS-3 có số lượng ống phóng giảm so với các phiên bản tiền nhiệm. TOS1 Buratino ban đầu có 30 ống, TOS1A Soncepix có 24 ống và TOS2 có 18 ống. Tuy nhiên, TOS3 chỉ có 15 ống phóng. Với việc giảm số lượng loạt đạn, tầm bắn của hệ thống sẽ tăng lên đáng kể. TOS3 dự kiến sẽ sử dụng loại đạn nhiệt áp tầm bắn lên tới 15 km. Ngoài ra, lần đầu tiên trên các hệ thống TOS3 và TOS2 đặt cạnh chúng, lưới chống máy bay không người lái tiêu chuẩn đã xuất hiện được cho là để bảo vệ bệ phóng khỏi đòn đánh từ FPV. Bên cạnh đó, anten của tổ hợp tác chiến điện tử EVK Volnores cũng được lắp đặt trên lưới thép. Khí tài này sẽ vô hiệu hóa các mối đe dọa từ máy bay không người lái ở khoảng cách xa đáng kể. Tăng tầm bắn của hệ thống phun lửa là nhiệm vụ chính của các nhà thiết kế Nga. Hiện tại, các hệ thống này cực kỳ dễ bị tổn thương khi buộc phải tiếp cận gần mục tiêu và thường bị máy bay không người lái tấn công của Ukraine phá hủy đồng thời vẫn chưa rõ quyết định tiếp tục sử dụng khung gầm xe tăng khó vận hành hay loại bánh lốp tiện dụng hơn khi TOS-3 đã có tầm bắn xa, có thể khai hỏa từ các khu vực phía sau mà không cần phải di chuyển qua đoạn đường địa hình gồ ghề. Một vấn đề nữa cần nhắc tới, đó là chưa chắc bệ phóng TOS-3 Dragon nói trên đã chính thức được đưa vào thành phần tác chiến của Lữ đoàn Cận vệ Cơ động số 1. Bản vẽ hệ thống TOS-3 Dragon mới chỉ được giới thiệu cách đây ít lâu sau đó là thông tin chế tạo nguyên mẫu để tiến hành thử nghiệm. Quá trình này dự kiến sẽ kéo dài chứ không thể nhanh chóng như hiện tại. Chính vì vậy, giới phân tích cho rằng bệ phóng TOS3 Dragon nói trên chính là mẫu thử nghiệm tính năng đang được giao cho đơn vị để tiến hành các bài kiểm tra bắn đạn thật trên thao trường. Chỉ khi vượt qua đầy đủ những bài kiểm tra khắc nghiệt thì hệ thống vũ khí này mới chính thức được chấp nhận đưa vào trong thành phần tác chiến và bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Còn hiện tại ngoài thực địa quân đội Nga vẫn phải sử dụng các tổ hợp TOS-1A Solsepec hay TOS-2 Tosoka có tầm bắn rất ngắn và dễ bị tổn thương trước đòn phản kích trực tiếp từ máy bay không người lái hay tên lửa chống tăng của Ukraine. Giới lãnh đạo Ukraine vừa qua tuyên bố, quân đội nước này đã sử dụng vũ khí do Mỹ viện trợ để tấn công vào các mục tiêu nằm trong lãnh thổ Nga. Theo lời Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine, Yehor Loại vũ khí được quân đội nước này sử dụng trong các cuộc tập kích nhằm vào nhiều kho hậu cần và pháo binh nằm trong lãnh thổ Nga chính là hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Tờ The Hill dẫn lời ông Cheneyef nói: "Chúng tôi đã đạt được một số thành công và buộc Nga ngừng tháo kích thành phố Kharkov. Đồng thời, nhờ những cuộc tập kích bằng HIMARS, chúng tôi đã làm giảm tiềm năng tấn công của binh sĩ Nga trong khu vực này." Ông Cheneyef sau đó cũng đã kêu gọi chính quyền Mỹ hãy gửi thêm nhiều hệ thống phòng không cũng như phê chuẩn cho quân đội Ukraine nã tên lửa chiến thuật lục quân Atak MS vào các sân bay quân sự Nga. Ông cũng cho hay rocket HIMARS đã đánh trúng và phá hủy một số bệ phóng tên lửa phòng không Nga ở vùng Belgorod, cách biên giới Ukraine hơn 30 km. Theo ông Chenyev, đây là lần đầu tiên Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga sau khi được chính quyền Tổng thống Joe Biden cho phép. Theo đó, Ukraine có thể sử dụng vũ khí Mỹ cung cấp cho mục đích phản công ở Kharkov, tập kích đáp trả lực lượng Nga hoặc chuẩn bị tấn công họ. Trong khi đó, trang Kiev Independent dẫn thông cáo từ giới chức tỉnh Rostov của Nga cho biết, nhà máy lọc dầu Novosakhtinsk tại đây cũng đã bị hỏa hoạn sau hàng loạt vụ nổ. Tỉnh trưởng Rostov, ông Vasily Golubev nói, vụ hỏa hoạn gây ra bởi cuộc tập kích bằng máy bay không người lái và các cơ quan cứu hộ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường. Kênh Telegram của Rostov News sau đó công bố đoạn video ghi lại địa điểm được cho là nhà máy lọc dầu Novosakhtinsk đang bị hỏa hoạn. Từ khi xung đột bùng phát, Ukraine nhiều lần công kích mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, nhưng chủ yếu sử dụng máy bay không người lái do nước này tự sản xuất. Việc được sử dụng vũ khí Mỹ có thể giúp Ukraine ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga từ Belgorod và gây nhiều thiệt hại hơn với cơ sở hạ tầng quân sự đối phương. Gần đây, khi được hỏi liệu sử dụng vũ khí Mỹ bên trong lãnh thổ Nga có giúp Ukraine đẩy lùi đà tiến quân của đối phương hay không, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan nói rằng đó là tình huống không thể nói trước. Tuy nhiên, Ông Sullivan cho biết, Ukraine đang gặp khó khăn sau nhiều tháng viện trợ quân sự từ Mỹ bị trì hoãn và việc cung cấp thêm vũ khí đã giúp Kiev củng cố phòng tuyến. Ông Sullivan cũng cho hay, vũ khí được đưa đến chiến trường với số lượng lớn vài tuần qua đã tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi hy vọng họ sẽ duy trì được bước tiến và cuối cùng không chỉ giữ vững phòng tuyến mà còn đẩy lùi lực lượng Nga. RIA Novosti trích dẫn một bức thư do Giám đốc SBI Alexei Sukhachov gửi Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky. Cục điều tra nhà nước Ukraine SBI đã cho phép lực lượng vũ trang nước này tuyển mộ những quân nhân đào ngũ nhằm ứng phó với sự thiếu nhân lực. Theo tài liệu, cho đến nay, biện pháp giải quyết những trường hợp quân nhân rời bỏ đơn vị mà không được phép hoặc quyết định tự nguyện trở lại phục vụ sau khi đào ngũ vẫn chưa được xác định rõ ràng. Ông Alexei Sukhachov được cho là đã đề nghị tướng Oleksandr Sisky định hướng cho các chỉ huy đơn vị về sự cần thiết trong bảo đảm tiếp nhận những người tự nguyện trở lại với mong muốn tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong nỗ lực lấp đầy đội ngũ bộ binh đang ngày càng suy giảm của mình, Ukraine đã chuyển sang tuyển mộ tù nhân để tham gia cuộc xung đột chống lại Nga. Theo thỏa thuận do chính phủ Ukraine đưa ra, các tù nhân sẽ được xóa án nếu họ phục vụ trong quân đội cho đến khi cuộc xung đột kết thúc. Bộ Tư pháp cho biết, tính đến nay đã có hơn 4.000 người nộp đơn. Ukraine đang gặp khó khăn trong việc tuyển quân, đặc biệt là chiến đấu ở các vị trí tiền tuyến bị tổn thất nặng nề. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ukraine dự đoán sẽ có tổng cộng khoảng 10.000 đến 20.000 tù nhân đăng ký. Theo Reuters, Ukraine đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn trong việc tuyển mộ đủ binh lính phục vụ chiến đấu tuyến đầu. Trong khi đó, quân đội Ukraine đang thiếu nhân lực trầm trọng và kiệt sức. Do vậy, thỏa thuận kêu gọi tù nhân tham gia quân đội có thể giúp Ukraine huy động thêm nhiều quân số. Tuy nhiên trước đó washington post dẫn lời các binh sĩ và chỉ huy ukraine đang chiến đấu trên tiền tuyến cho hay các tân binh được tăng viện trong thời gian qua đang thiếu những kỹ năng cơ bản như lắp súng và bắn vũ khí các chỉ huy đặt ra câu hỏi về chất lượng hoạt động huấn luyện khi họ phải đào tạo lại những tân binh lẽ ra phải trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu khi được triển khai họ cũng bày tỏ lo ngại rằng ukraine đang thiếu đi những binh sĩ có kinh nghiệm trận mạc khi cuộc xung đột vẫn chưa có hồi kết Chính phủ Đức vừa qua cho biết Ukraine có thể sử dụng vũ khí mà nước này cung cấp để tấn công các vị trí ngay bên kia biên giới, nơi Nga tiến hành các cuộc tấn công vào Kharkov. Động thái của Đức được đưa ra không lâu sau quyết định từ Mỹ đã bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí đặc biệt để bảo vệ Kharkov, thủ phủ của tỉnh cùng tên chỉ nằm cách biên giới với Nga khoảng 20 km. Mới đây nhất, đại sứ Ukraine tại Berlin, ông Alexei Makeev, khi nhấn mạnh sự cần thiết phải cung cấp hỗ trợ quân sự kịp thời, Ông nói, các nước phương Tây nên ngay lập tức sử dụng hệ thống phòng không của mình để bảo vệ lãnh thổ Ukraine trước sự tấn công của tên lửa và máy bay không người lái Nga. Nhà ngoại giao Ukraine kêu gọi Đức và các nước châu Âu khác cần nhanh chóng sử dụng hệ thống phòng không để bảo vệ miền Tây Ukraine. Đại sứ Makiev một lần nữa nói rằng việc các nước không liên quan đến cuộc xung đột đánh chặn tên lửa Nga trên lãnh thổ Ukraine tuân thủ luật pháp quốc tế và sẽ không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho phương Tây. Ông Makeyev nói rằng luật pháp quốc tế cho phép những hành động như vậy, phương Tây sẽ không bị coi là liên quan đến cuộc xung đột. Để chứng minh cho lời nói của mình, ông đã tham khảo hiến trương Liên Hợp Quốc. Đại sứ Makeyev nói rõ, quy tắc duy nhất còn hiệu lực và được ghi trong hiến trương Liên Hợp Quốc. Một quốc gia bị tấn công có thể tự vệ, trong khi các nước khác có quyền rất rõ ràng để giúp đỡ quốc gia nói trên. Sự hỗ trợ này không có danh giới, ngoại lệ duy nhất chỉ là việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt mà thôi. Nhà ngoại giao này lưu ý rằng việc sử dụng các hệ thống phòng không từ lãnh thổ các nước phương Tây sẽ không cấu thành việc tham gia vào cuộc xung đột mà chỉ nhằm bảo vệ Ukraine. Ông Makeyev dẫn ví dụ về việc Mỹ đã bắn hạ nhiều tên lửa Iran tiến về lãnh thổ Israel, mặc dù Washington không chính thức tham gia cuộc xung đột giữa Tel Aviv và Tehran. Các chuyên gia tin rằng đây sẽ là bước đi tiếp theo của phương Tây chống lại Nga. Tình hình sẽ phát triển dần dần. Đầu tiên họ lên kế hoạch bao phủ phần phía Tây của Ukraine và sau đó phạm vi tác chiến sẽ mở rộng. Phương Tây hiện không thấy phản ứng mạnh mẽ của Moscow trước việc vượt qua các làn danh đỏ đã được Điện Kremlin thiết lập, bao gồm cả những cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí NATO. Nhiều nhà phân tích quân sự và chính trị tại phương Tây tin rằng phản ứng của Nga trước những hành động như vậy sẽ mang tính quyết định đến các bước đi sau đó. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Duzaric ngày 5 tháng 6 cho biết cơ quan này sẽ không ký bất cứ văn kiện nào được đưa ra tại Hội nghị Hòa bình Ukraine sắp được tổ chức ở Thụy Sĩ. Phát biểu họp báo, ông Duzaric xác nhận Liên Hợp Quốc sẽ tham gia hội nghị với tư cách quan sát viên. Theo kế hoạch, Thụy Sĩ sẽ tổ chức Hội nghị Hòa bình với Ukraine trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 tới tại khu nghỉ dưỡng Bergenstock gần thành phố miền trung Lusen. Khoảng 160 quốc gia đã được mời tham dự, trong đó có thành viên G7, G20 và một số tổ chức quốc tế. Thụy Sĩ kêu gọi tất cả các bên tham dự hội nghị, đóng góp ý tưởng và tầm nhìn vì một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine. Trước đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Ukraine do Thụy Sĩ đăng cai tổ chức khó có thể chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Trả lời phỏng vấn tuần báo Stern của Đức, Thủ tướng Scholz nhấn mạnh, khả thi nhất thì đây là sự khởi đầu của một quá trình có thể dẫn đến những cuộc đàm phán trực tiếp giữa Ukraine và Nga. Theo ông, Hội nghị vào tháng 6 tới sẽ thảo luận về sự an toàn của các nhà máy điện hạt nhân, xuất khẩu ngũ cốc, trao đổi tù binh và nguy cơ leo thang hạt nhân. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Đức cảnh báo không nên kỳ vọng quá mức, đồng thời quả quyết chúng ta không đàm phán để kết thúc chiến tranh. Ông Schol cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể kéo dài thêm vài năm nữa và Ukraine sẽ cần sự hỗ trợ trong thời gian dài. Trong khi đó, Trung Quốc xác nhận sẽ không tham dự hội nghị hòa bình về Ukraine do Thụy Sĩ tổ chức do hội nghị không đáp ứng các yêu cầu của Bắc Kinh. Phát biểu tại cuộc họp báo cuối tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh yêu cầu của Trung Quốc về một hội nghị hòa bình quốc tế được cả Nga và Ukraine công nhận là công bằng và không thiên vị và không nhằm vào bất kỳ bên nào. Bà Mao Ninh cho biết, Trung Quốc rất coi trọng việc Thụy Sĩ tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần đầu tiên và đã làm việc với phía Thụy Sĩ và tất cả các bên liên quan từ đầu năm nay. Trung Quốc cho rằng hội nghị phải có sự tham gia của cả Nga và Ukraine. Gần đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh quan điểm rằng các cuộc đàm phán hòa bình được cả Nga và Ukraine công nhận là cách tốt nhất để chấm dứt xung đột đang diễn ra giữa hai nước. Trung Quốc đã thông báo với các nhà ngoại giao rằng các điều kiện mà Bắc Kinh đưa ra chưa được đáp ứng, bao gồm hội nghị phải được cả Nga và Ukraine công nhận, cần có sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và cần có cuộc thảo luận công bằng về tất cả các đề xuất. Về phía Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng các cuộc đàm phán trong khuôn khổ hội nghị trên cần tôn trọng tình hình thực địa, cần xác định được nguyên nhân gốc của cuộc xung đột để có thể giải quyết ngay từ đầu và các thỏa thuận tiếp theo dựa trên nguyên tắc bình đẳng và an ninh không tách rời khỏi an ninh khu vực. Ông Lavrov cho biết Trung Quốc có thể sắp xếp một hội nghị hòa bình, trong đó có Nga và Ukraine. Moscow mô tả hội nghị thượng đỉnh tại Thụy Sĩ là vô nghĩa và cho biết rằng Nga sẽ từ chối tham gia ngay cả khi được mời. Ông Peter Kuznick, giáo sư lịch sử và giám đốc Viện Nghiên cứu Hạt nhân thuộc Đại học Mỹ cho rằng Tổng thống Joe Biden khó có thể chấp nhận đề xuất thảo luận về xung đột Ukraine của người đồng cấp Nga Vladimir Putin trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Bình luận về những phát biểu của ông Putin tại cuộc họp với các giám đốc hãng thông tấn quốc tế do TASS tổ chức, ông Kuznick cho biết Tổng thống Putin bày tỏ thiện chí sẵn sàng đàm phán nhưng người đồng cấp Biden có thể sẽ không chấp nhận đề xuất đó cho đến sau cuộc bầu cử vào tháng 11 vì lo ngại bị rơi vào thế yếu. Ông Biden muốn thể hiện mình mạnh mẽ và kiên quyết trước đối thủ Donald Trump. Ông Kuznick nói, mối nguy hiểm là nếu chúng ta không hạ nhiệt tình hình ở Ukraine, chúng ta có thể không trụ được đến tháng 11, chúng ta có thể tự hủy diệt trước thời điểm đó. Trước đó, ông Trump đã chỉ trích NATO, nhưng giờ đây, khi hầu hết các nước NATO tăng cường ngân sách quân sự, ông Trump sẽ tán thành điều đó và thân thiện trở lại với NATO. Cựu Tổng thống Donald Trump và đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được đề cử trở thành ứng cử viên Tổng thống trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới, sau kết quả bầu cử sơ bộ và họp kín của các đảng tương ứng. Đảng Cộng Hòa sẽ chính thức đề cử ông Trump tại đại hội đảng dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 18 tháng 7 tại Milwaukee, Wisconsin. Trong khi đó, ông Biden cũng đang tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Về phần mình, bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg SPEF hôm mùng 5 tháng 6, Tổng thống Putin tiết lộ rằng ông đã nhận được một lá thư từ ông Biden liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông đã trả lời rằng nếu ngài muốn chấm dứt tình trạng thù địch ở Ukraine, hãy dừng cung cấp vũ khí. Sau đó, trong 2 đến 3 tháng, mọi thứ sẽ kết thúc. Ông Putin đưa ra bình luận trên trong bối cảnh phương Tây đang tích cực viện trợ quân sự và thảo luận về việc cung cấp vũ khí tầm xa hơn cho Ukraine. Ông Putin cảnh báo Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Kiev đạn tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga, Moscow có quyền hành động theo cách tương tự. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, nhìn chung nó dẫn đến một số vấn đề nghiêm trọng. Đồng thời ông cũng khẳng định Moscow không dung dưỡng các tham vọng đế quốc và bác bỏ những cáo buộc về việc Nga có ý đồ tấn công các quốc gia thành viên của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Quân đội Israel đã không kích vào trường học do Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine, UNRWA, thành lập ở miền trung giải Gaza, khiến hàng chục người thiệt mạng. Theo thông cáo được lực lượng phòng vệ Israel, IDF, công bố sáng ngày 6 tháng 6, lý do ngôi trường được UNRWA thành lập ở giải Gaza bị tấn công là bởi nơi đây đang chứa chấp các tay súng phong trào Hamas. Thông cáo của IDF đăng trên mạng xã hội X viết Các tiêm kích của chúng tôi, với thông tin do Sư đoàn số 99 và Sư đoàn Tình báo cung cấp, đã thực hiện cuộc không kích chính xác nhằm vào một khu phức hợp của phong trào Hamas nằm trong trường học của Unwa tại khu vực Nusrat. Hamas đã sử dụng những địa điểm công cộng làm nơi trú ẩn để lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công với Israel. Vụ không kích đã khiến một số tay súng Hamas thiệt mạng. Theo thông tin do phòng trào Hamas công bố, đã có hàng chục người thiệt mạng do vụ không kích của Israel. Tuy nhiên, Hamas không nêu rõ có bao nhiêu dân thường thiệt mạng trong số đó. Cũng liên quan đến tình hình Trung Đông, cục diện biên giới israel liban ngày càng trở nên căng thẳng nghiêm trọng khi cả quân đội Israel và lực lượng Hezbollah liên tục gia tăng các cuộc tấn công ác liệt qua biên giới nhằm vào nhau. Theo một số nhận định của các nhà phân tích khu vực và quốc tế, nguy cơ bùng nổ giao tranh giữa hai bên đang rất cận kề. Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF, Trung tướng Hoji Halevi tuyên bố rằng nước này chuẩn bị đưa ra quyết định liên quan đến các cuộc tấn công hàng ngày của lực lượng Hezbollah vào miền Bắc Israel. Theo truyền thông Israel, lời cảnh báo được Trung tướng Halevi đưa ra trong cuộc họp đặc biệt tại một căn cứ quân sự ở thành phố Kiryat, Shmona, một trong những địa phương phía Bắc Israel bị tấn công ác liệt nhất bởi tên lửa và máy bay không người lái của Hezbollah trong những ngày qua và gây ra nhiều đám cháy dữ dội. Tại đây, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel khẳng định Hezbollah sẽ phải trả giá rất đắt vì các cuộc tấn công liên tiếp chống Israel kéo dài trong 8 tháng qua. Ít giờ trước tuyên bố của tham mưu trưởng Halevi, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar ben gurion kêu gọi quân đội nước này phát động cuộc giao tranh thảm khốc vào Liban để hủy diệt Hezbollah nhằm đáp trả việc nhóm vũ trang Liban liên, liên tiếp mở các cuộc tấn công vào miền Bắc Israel thời gian qua, gây ra nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich thề sẽ đưa Liban trở về thời kỳ đổ đá. Đáp lại đe dọa của giới chức Israel, Phó Thủ lĩnh Hezbollah Seik Naim Qasem tối qua tuyên bố rằng lực lượng này hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc xung đột quy mô lớn với Israel. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Jazeera, quan chức Hezbollah cảnh báo Mọi hành động mở rộng xung đột của Israel tại Liban sẽ dẫn tới sự tàn phá, hủy hoại và biến động tại chính Israel. Theo giới phân tích khu vực, nguy cơ bùng phát xung đột toàn diện giữa Israel và Hezbollah đang ở mức đáng lo ngại. Nhất là sau khi truyền thông Liban cùng ngày đưa tin, giới chức Anh vừa cảnh báo Israel sẽ phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Liban trong khoảng trung tuần tháng 6 này, khuyến cáo chính phủ Liban cần có sự chuẩn bị cần thiết cho giao tranh. Theo đài Sputnik, các cuộc đụng độ giữa Hezbollah và Israel gần đây trở nên nghiêm trọng hơn khi lực lượng phòng vệ Israel, IDF, tiếp tục hoạt động ở Rafah, khu vực phía nam Gaza giáp với Ai Cập. Tiến sĩ Imad Salami, phó giáo sư khoa học chính trị và vấn đề quốc tế tại Đại học Mỹ ở Liban, bình luận với Sputnik rằng Hezbollah quyết định tiến hành một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và đạn pháo, trong đó có cả tên lửa dẫn đường chính xác cho thấy một cách tiếp cận chiến lược nhằm duy trì yếu tố bất ngờ và khiến cho Israel luôn trong tình trạng phải điều chỉnh lại. Khi sử dụng nhiều loại vũ khí và chiến thuật mà nhiều loại trong số đó chưa được dùng trước đây, Hezbollah khiến Israel khó đoán trước về năng lực và diễn biến chiến trường. Chiến lược này không chỉ làm phức tạp các tính toán phòng thủ của Israel mà còn giúp Hezbollah duy trì thế chủ động trong cuộc xung đột, điều chỉnh chiến lược linh động dựa trên tình hình thực tế. Ngày 24 tháng 5, Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cảnh báo Israel về những bất ngờ mới nếu Israel không dừng hành động ở Gaza. Những điều bất ngờ mà ông Nasrallah nhắc đến là những vũ khí mới mà nhóm này nắm trong tay như tên lửa tầm xa, có độ chính xác cao và đạn phòng không. Đầu tháng này, hãng thông tấn AP cũng nhấn mạnh các loại vũ khí mới và chiến thuật mới mà phong trào Hezbollah sử dụng gần đây, trong đó có cả các cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Israel khả năng quân sự vượt trội của Hezbollah đã được cả các tổ chức nghiên cứu của Israel và Mỹ thừa nhận. Theo tiến sĩ Lorenzo Chombeta, học giả và nhà phân tích chuyên về Trung Đông ở Beirut, vào nửa cuối tháng 5, Hezbollah đã sử dụng thiết bị bay không người lái bọc thép mới để tấn công các cơ sở quân sự của Israel. Vào ngày mùng 1 tháng 6, Hezbollah đã bắn hạ được thiết bị bay không người lái Hermes 900 thứ hai của Israel trên bầu trời thị trấn Dei Kifa, phía nam Liban. Hezbollah cũng đã bắn hai tên lửa Berkan nặng 500 kg vào miền Bắc Israel vào ngày mùng 1 tháng 6 và một quả đã bắn trúng căn cứ quân sự Gibo. Nhóm này tuyên bố đã thực hiện 10 cuộc tấn công vào ngày mùng 1 tháng 6 nhắm vào các vị trí của Israel ở cả mặt trận phía đông và phía tây. Theo ông Trombetta, nguyên nhân là Hezbollah muốn tăng cường áp lực lên Israel nhằm buộc nước này dừng các hành động ở giải Gaza. Ông lưu ý, chúng ta nên nhớ rằng ngoài gần 90.000 người phải di rời ở miền nam Liban, còn có khoảng 80.000 người phải di rời ở vùng thượng lưu Galilee ở Israel những cộng đồng này đang gây áp lực rất lớn lên chính phủ Israel. Trong khi đó, lãnh đạo của cả Hezbollah và Israel đều có những tuyên bố cứng rắn. Ngày 4 tháng 6, ông Seik Naim Kassem, phó thủ lĩnh nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban tuyên bố rằng nhóm này không tìm cách mở rộng xung đột với Israel nhưng sẵn sàng tham gia nếu nước khác gây chiến. Ông Seik Naim Kassem cho biết Hezbollah sẵn sàng cho giao tranh và sẽ không để Israel giành chiến thắng. Về phần mình, trong chuyến thăm Kiryat Smona ở biên giới với Liban, Nơi giao tranh giữa IDF và Hezbollah đã gia tăng đáng kể trong những ngày gần đây. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo Israel đã chuẩn bị cho một hành động cực kỳ mạnh mẽ ở phía bắc. Ông Netanyahu nói, bất cứ ai nghĩ rằng họ có thể làm hại chúng ta và chúng ta sẽ ngồi yên thì đã phạm sai lầm lớn. Hezbollah và Israel đã giao tranh xuyên biên giới trong 8 tháng qua, song song với xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas ở Gaza. Tình trạng này làm dấy lên lo ngại rằng có thể nổ ra cuộc xung đột thậm chí còn rộng hơn giữa các đối thủ được trang bị vũ khí hạng nặng. Các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah hiện vẫn trong vòng kiểm soát nhưng khiến dư luận không khỏi lo ngại sẽ biến thành giao tranh tổng lực. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo, nước này sẵn sàng phản ứng cực kỳ mạnh mẽ trước các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah ở Liban vào miền Bắc Israel. Reuters dẫn lời ông Netanyahu những ai nghĩ họ có thể gây hại cho chúng tôi và chúng tôi sẽ ngồi yên thì đó là sai lầm lớn. Chúng tôi đã chuẩn bị cho một hành động rất mạnh mẽ ở phía Bắc. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi sẽ khôi phục an ninh ở phía Bắc. Sau khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát tại giải Gaza tháng 10 năm ngoái, lực lượng Hezbollah ở Liban thường xuyên pháo kích, phóng rocket, tên lửa vào các mục tiêu ở miền Bắc Israel để bày tỏ ủng hộ với Hamas. Cả Hezbollah và Hamas đều là thành viên trục kháng chiến do Iran hậu thuẫn để chống Israel và phương Tây. Các thị trấn Israel gần biên giới trở thành mục tiêu bị tập kích, khiến người dân phải sơ tán và quân đội Israel tiến hành các cuộc tấn công đáp trả. Các vụ tấn công tuần này của Hezbollah gây ra những đám cháy rừng lớn, thiêu dụ các vùng đất rộng lớn khắp miền Bắc Israel. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah làm dấy lên lo ngại bùng phát xung đột diện rộng. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar ben gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich, những thành viên trong liên minh cực hữu của Thủ tướng Netanyahu gần đây kêu gọi hành động khẩn cấp để khôi phục an ninh ở miền Bắc. Phòng trào Hezbollah ở Liban vừa qua cũng đã phóng loạt rocket vào miền Bắc Israel, gây hỏa hoạn trên diện rộng. Lính cứu hỏa, quân đội, cảnh sát và các lực lượng khác đã làm việc xuyên đêm để dập lửa. Ông Netanyahu đã thị sát những khu vực chịu thiệt hại sau khi lực lượng cứu hỏa kiểm soát được những vụ cháy lớn. Ít lâu sau, Hezbollah cho biết nhóm này đã dùng tên lửa dẫn đường tập kích hệ thống phòng không vòng sắt của Tel Aviv tại thị trấn Ramot, natali Miền Bắc Israel. Quân đội Israel chưa bình luận về thông tin này. Giới quan sát nhận định những cuộc giao tranh căng thẳng bùng nổ trong những ngày qua càng làm cộng đồng quốc tế thêm lo ngại xung đột có thể lan rộng hơn trong khu vực. Trong một diễn biến liên quan, giới chức Israel thông báo tăng số lượng quân dự bị của lực lượng phòng vệ Israel IDF từ 300.000 binh sĩ lên 350.000 binh sĩ trong trường hợp cần thiết. Quân đội Israel ra thông báo này ngay khi Hezbollah đang ồ ạt tấn công miền Bắc Israel, khiến các chuyên gia quân sự cho rằng đó là động thái nhằm đáp trả những hành động của tổ chức hồi giáo này. Trong thông điệp đặc biệt được truyền thông Iran vừa trích dẫn, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, Thiếu tướng Hossein Salami tuyên bố Israel sẽ phải trả giá cho cuộc tấn công sát hại cố vấn CS Abia của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đêm mùng 3 tháng 6 vừa qua tại Syria. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết 16 thành viên khác của các nhóm thân Iran đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nêu trên. Cảnh báo của tướng Salami được đưa ra sau khi lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei cho rằng vụ tấn công của Hamas đã đặt Israel vào con đường chắc chắn dẫn tới sự diệt vong. Phát biểu này được ông Khamenei đưa ra tại buổi lễ tưởng niệm 35 năm ngày mất của lãnh tụ Ayatollah Ruhollah Khomeini, nhà sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Không đề cập thời gian cũng như phương thức đáp trả cụ thể, song tướng Salami khẳng định với tội ác đã gây ra, Israel sẽ phải hứng chịu đòn giáng trả thích đáng. Cảnh báo của tướng Salami càng được chú ý hơn khi vào tháng 4 vừa qua, Iran đã phóng khoảng 300 tên lửa và thiết bị bay không người lái vào Israel, nhưng hầu hết đều bị lực lượng phòng không của Israel và đồng minh bắn hạ. Truyền thông cũng như chính giới Israel chưa đưa ra bình luận về lời đe dọa mới nhất của tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Tuy nhiên, một số nguồn tin khu vực đánh giá nguy cơ đối đầu quân sự trở lại giữa Israel và Iran là đáng lo ngại. Theo các nguồn tin này, không loại trừ khả năng Iran sẽ phát động một cuộc tấn công tương tự, hoặc với quy mô nhỏ hơn cuộc tập kích bằng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào Israel đêm 13 tháng 4 vừa qua để đáp trả cuộc không kích của Israel vào tòa lãnh sự Iran ở Syria hôm mùng 1 tháng 4 khiến 7 thành viên vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Ở một diễn biến liên quan, quân đội Israel hiện đang tiến hành các hoạt động quân sự mới ở trung tâm giải Gaza, tập trung vào khu vực Deir al Bala và trại tị nạn Burei. Các cuộc tấn công cả trên không và trên bộ của Israel tại trung tâm giải Gaza trong ngày hôm qua mùng 5 tháng 6 đã khiến gần 100 dân thường Palestine thiệt mạng. Theo Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới MSF, ít nhất 70 thi thể và 300 người bị thương đã được chuyển đến Bệnh viện Al-Asha, bệnh viện duy nhất còn hoạt động ở trung tâm giải Gaza. Israel hôm qua cũng nhắc lại việc họ từ chối tạm dừng cuộc tấn công ở Gaza để nối lại các cuộc đàm phán giải phóng con tin với Hamas sau khi nhà hòa giải Qatar cho biết, nước này đã gửi đến Hamas đề xuất ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố ngày 31 tháng 5. Hàng chục nghìn người Palestine tại các trại tị nạn Burei và Magazi ở trung tâm giải Gaza tiếp tục phải di tản khi Israel tiến hành các cuộc tấn công tại đây. Theo cơ quan y tế Gaza, gần 36.000 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 83.000 người khác bị thương kể từ khi xảy ra xung đột Israel Hamas. nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử vtc news cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại